tại là 2 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2019. Thì quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc kệ TV. Chiếc kệ này có tên là chiếc kệ mỏ Sừng Châu, mỏ Sừng Châu. Thì chúng tôi đã hoàn thiện cho anh Tuấn tại Trương Xá. Bây giờ tôi đã hoàn thiện xong và quay lại một video để làm kỷ niệm với anh, thì cũng như là giới thiệu cho mọi người xem chiếc kệ TV này. Mọi người có nhu cầu tham khảo thì là hoặc là mua sắm thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình đây. Chiếc kệ này thì là có kích thước là 2m4 và cao 85 bằng chất liệu gỗ hương đá. Đây là kiểu dáng kích thước của chiếc kệ đây. Toàn cảnh của chiếc kệ đây cũng đã được phun BU bóng rồi, hoàn thiện rồi, được BU bóng rồi. Đó, đây là cục đây, đây là vân gỗ hương đá đây. Gỗ hương đá rất đẹp. Khi nhìn ở trong ảnh này thì là ánh sáng nó sẽ lóe vì là kệ phun bóng rồi. Nhìn bên ngoài thì là nó sẽ rất là nhìn đẹp hơn rất nhiều. Ánh sáng nó sẽ phản xạ vào ống kính nên là nó bị lóe. Mọi người thì có thể đến trực tiếp xem những sản phẩm đã làm ở xưởng. Ngoài ra thì bên này thì chúng tôi là còn một chiếc kệ nữa cũng mẫu mã kiểu dáng như vậy nhưng mà bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây, bên này ánh sáng chuẩn hơn nên nhìn rõ hơn này. Mẫu mã y dáng chiếc kệ kia nhưng mà là nó chất liệu gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ và gỗ hương thì là nó có chênh nhau một số tiền, chênh nhau một chút. Gỗ gõ đỏ chứ gỗ gỗ hương đá là mát hơn gỗ gõ đỏ một chút. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0987510086 hoặc là truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Chúng tôi đã có đăng tải những sản phẩm trên website rồi. Mọi người sẽ vào đó tham khảo. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.